Chim có bông hay là chim chim thiệt chứ? Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ, thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em năng niu lắm mà anh không để nó chết rồi. À, lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu lần đầu tiên gặp mặt tặng chim cũng lạ. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả anh Giả. Em tên là Đào Hình Trung, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm nghề gì? Dạ em đại em làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở Kon Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. Em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Ồ, mình quê ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Em cùng quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Vĩnh Long dễ thương quá trời quá đất luôn. Bây giờ mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Ủa, nghĩ sao nói vậy đi. Dạ chắc ưu điểm ít. Rồi khuyết điểm có nhiều không? Khuyết điểm thì nói chung là ngủ thì cũng hay ngáy, hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời. Chơi bời gì? Chơi bời là chơi gì? Dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu về nhà. Nhậu dữ lắm hả? Dạ không, lâu lâu cũng nhậu, nhưng tuần hai tuần tháng nhậu. Trong xây dựng này nhậu dữ lắm nè. Ưu điểm của em thì em cũng biết nấu ăn, em có thể chơi thể thao một số môn. Môn gì môn gì? Dạ em có thể chơi cầu lông rồi đá bóng chẳng hạn. Trời đá bóng luôn hả? À, khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều. Dạ em thì hơi nóng tính, lại tính em nó hay quên lắm, nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên tiêu. Tôi cũng hay quên. Còn em muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào? Dạ một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình, hiền hòa, không có xe xua, không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc những màu nó quá sáng. Nói chung người Việt Nam mình thì có tóc đen nó đẹp có gì đâu anh. Không thích màu gì thôi. Dạ không, xăm nhẹ không xăm ở đâu nhỏ không sao, nhưng mà xăm lớn có nhiều như ghê quá. Ủa tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú, đen quá vậy? Dạ phơi nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy? Ủa ai biểu chê tóc tôi không đẹp chi? Thôi trả thù không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè. Ồ làm kỹ sư có tài năng gì không? Có tài năng em gì? Thì tài năng không, em chẳng có tài năng gì hết, không hết thì hết dở. Nói chung thì cô bên đây cô gái Vĩnh Long đẹp cực kỳ. Dạ nói vậy đó là hiểu rồi. Bài ca xây dựng đi đúng nghề em đi em. Dạ bài ca xây dựng hết được. Được rồi làm đi. Bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta là lên đường đến những chân trời mới. Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tình yêu cuộc đời mới. Thôi hát gì được rồi. Mà nó nghe nè. Dạ. Thấy ông này làm như dơ dơ không sạch ta. Sao dơ sạch chị? Do anh đèn cái pha mới đi làm về luôn hả? Có tắm chưa? Dạ có rồi. Rồi cái kia là cái gì vậy? Dạ anh chim. Nhưng mà để làm cái gì? Thì tặng bạn gái. À tặng dạ. Gặp mặt tặng chim. Dạ. Gặp đàn trai quá, đàn trai cũng ngon lắm chứ mà cũng giỡn hả? Kỹ sư xây dựng hát hay. Tu thấy bà chim đẹp ngon, nữa. Có con chim đẹp. Chào em gái, trời dễ thương quá. Kỹ sư xây dựng có con chim đẹp. Chưa biết có hẹn hò được hay không, thấy lời có con chim là được. Chim có bông hay là chim chim thiệt chứ? Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ. Thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em năng niu lắm mà anh không để nó chết rồi. À, em không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi rung chân gắt ghế vậy á. Em không thích người ở dơ. Em không thích người để móng tay dài. Dạ cao trên 1m65. Cao 1m65. Đừng đen quá gì đừng thấy gì. Dạ ta làm công trình mà. Hỏi nữa hả? Ủa sao mà cô này có thích gì lạ ta? Người ta rung đùi thì kệ, người ta hối thì kệ, người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi. Dạ là ngay từ đầu em không thích, em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh. À dạ. Dạ. Mà thường đặc biệt mấy người đến ta hay tốt lắm em ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Đó là quyền của người ta, giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết sao. Này có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói. Chứ tự nhiên của họ mà tự nhiên đó cái anh bên đó mặc mới người ta nhuộm tóc anh không thích, đúng không? Bên đây rung đùi người ta không thích. Sở thích riêng chị ơi. Rồi. Rồi. Nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn vậy em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được. Còn mấy thứ kia? Còn đen thì em chắc em đen rồi hết rồi đó, hết phần đen đó.
Nói vậy thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè, nhà cửa ổn định nè. Dạ, mọi thứ cũng ok. Rồi, mình cũng nghe ý kiến người thân hết trơn nè ha. Bây giờ giây phút gặp mặt nhau nha. Rồi, bắt đầu. Tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa. Để con chim tặng bạn. Dạ, đúng không? Thích không em? Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu, lần đầu tiên gặp mặt tặng chim. Cũng lạ. Sao ta? Dạ, hiện tại thì anh đang sống với anh chị hay là sống một mình? Hiện tại thì mình đang sống với em trai. Anh với mình vậy đây. Mình là trả chim lại à? Tự tin lên. Đi lấy vợ mà mình. Em có gì hỏi thêm không? Cứ hỏi anh sẽ trả lời hết cho em những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung là nhìn em cũng rất là dễ thương. Nói chung lần đầu nhìn em nói chung là vượt ngoài suy nghĩ anh nghĩ. Dạ, dễ thương. Lúc nãy em cũng nghe em gái anh nói là anh nóng tính á, tại vì tính em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nếu mà có việc gì anh có nhường em không? Thì mình nói thật ra thì nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi, còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người nhịn nhau một cái mới nóng rồi nói chuyện tiếp chứ. Nhưng mà người nào sẽ nhịn? Nói chung bạn nóng mình lâu ngày mình chơi chán rồi bạn hết nóng mình về. Rồi, mọi người nói một câu thật là tình cảm. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Anh thì không, anh nói không có hay, không có giỏi, nhưng mà ở trong thì kỳ đất hoài. Đâu có chị. Bây giờ mình nghĩ sao tận đáy lòng, bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào? Nó có rung động chưa? Nói chung thì hai bạn gái cũng rất thật xinh và mình cảm thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó. Thì có sao nữa cơ. Thì hết không biết nói gì nữa. Anh em tự nhiên qua đâu bạn ở đây, mình ở đây vậy trời. Không, thường á yêu á hay bối rối lắm. Bạn nữ, bạn cảm thấy như thế nào? À, dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì em cũng nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi. Thì cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm được quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Hơi giật mình. Sao vậy? Bạn nữ hình như là bóng hơi chậm. Vâng, tại vì em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc, cho nên em cũng phải suy nghĩ về cho nó chu đáo một tí ạ. Tất cả mọi người đến đây đều có một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc. Yeah. Bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi, sanh có con có cái luôn rồi, và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn nhé. Không khiêu không khiêu phát tâm người Nhật, không khiêu không khiêu phát tâm người Nhật, không khiêu không khiêu phát tâm người Nhật, không khiêu không khiêu không khiêu nha. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Xin chào anh. Bây giờ hai người đã có mặt sân khấu rồi, mình giới thiệu về mình đi. Mời em trai. Xin chào hai MC. Và xin chào tất cả mọi người. Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai. Tôi tên là Ide Kazuhiro, đến từ Nhật Bản. Hai gọi Kazu nha. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi. Là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ, em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Anh Kazu bên kia là người Nhật. Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn cái hôn, nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi.
Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn, chứ không phải là lúc nào cũng phải kính đáo, kính cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn nha. Dạ. Chắc chắn nha. Hiểu chưa? Trời nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, yeah, hi. Xin chào. Xin chào. Nam Thư. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Yeah. Là biết tiếng Nhật. Ồ, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật mà. Luôn nhiệt tiếng với mọi người, là biết nấu món Nhật Bản. Yeah. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. Suy nấu ăn rất là ngon. Yeah. Yeah. Đó là điểm mạnh. Còn yeah, điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chưa giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn chiến nha. À, không phải ga lăng. Tức là Kazu không phải tuyếp người ga lăng. Ừ. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Ừ. Không nhớ ngày kỷ niệm. Ừ, tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm. Hay. Có tật xấu nào không? Tật xấu? Thích uống bia. Vô thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không? 4, 5, 6 lon bia. Một ngày uống 6 lon. Và sau đó là uống soju. Em gái, dạ. Em biết nhậu không? Tầm khoảng 6 chai. Chị uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền, đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ yeah, về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Dạ. Thích dạ, không? Ít. Thích à? Nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Ừ. Là không sao nha. Ok đúng không? Ok. Đó, dạ, em chào Nguyệt Linh. Trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không? Rất xinh đẹp, chào đàn gái. Dạ, trời dạ, ơi. Anh Linh ơi, em thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do. Tức là em là PT luôn hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn. Vậy là được rồi đó. Dạ, nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường hoặc nhịn nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân, nhóm Double Beach. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật. Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Ế. Và có thể lấy được vợ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Xin chào. Em chào anh. Em nhờ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi cho ha. Cảm ơn. Cho em nha. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh. Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự, và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống giống như em. Là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi.
cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào, nói đi. Rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ, chưa bao giờ gặp xinh, giống như là xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Em thích món gì? Đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. Có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. Đi nhà em có thể đi nhà với anh được không ạ? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ nếu em rảnh. Lúc trước anh quen, anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không. Mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói nhiều bằng tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi nói tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu hết nhau. Để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. Đúng rồi. Thật sự khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Khi mà lấy nhau rồi, anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Wish là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam nói không hiểu. Tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất khó. Dạ. Khi nói là em câu này là hiểu không? Am môn đi phu quốc cư. Hiểu không? Dạ em không hiểu. Hiểu hả? Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi viết bài hát. Một bài hát tên là Không Hiểu. Không hiểu. Không hiểu. Là em hiểu, có thể hiểu. Namuki koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Dạ. Khi đó là không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, không hiểu nha. Yeah. Hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước. Gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến phà xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến gần người yêu dấu thác mười tràm chiêm. Hay quá. Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây, Nam Bộ. Sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng học chăm chỉ nha. Anh là một người vui tính, thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có sẽ dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3
2 1 Hết thời gian. Nắm tay nhau. Đó. Họ đồng ý hẹn hò với nhau. Gazu. Yeah, từ nay Gazu hết ế rồi. Cảm giác thế nào? Yeah, rất rất vui. Nàng không thể nói gì hết. Không thể nói gì. Rất là dễ thương. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu, nhậu, nhậu được không? Yeah. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Oh my god. Wow. Mà em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho. Mời nhà trai. Hey. Xin mời nhà gái. Nào, mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. Cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà làm công tác lại ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. À dạ, chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh. Em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. Hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Adio. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu, nhậu, nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn một xíu thôi. 12 lon hả? 15 lon? À, tầm 40 lon. 40 lon. Ôi dồi ôi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sai ơi, chết cả rồi. Nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là người xử lý vấn đề tức thời nó tốt, nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Gọi gì nhỉ? Không chỉnh chu cho ăn mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Tật xấu của em bên đây là gì? Chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng, rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Yeah. Uống thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, năm 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chỉ hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thế ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không có mối tình nào khác chị. Một phần cũng vì công việc, một phần hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn, như em thấy là em đi suốt đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn, thấy hàng xóm đang nấu cơm ấy, thì cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á, thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá, thì bạn ấy có chút vũ phu. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Sau rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, không còn trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. Em đặc biệt là thích răng, nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. Rất được. Yeah. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không. Em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Em để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào?
là người có tính cách một chút, cá tính một chút ạ. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm đó. Sinh là được cái tốt nhất mà không sinh thì cũng sinh. Nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy và cá tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mẹ em làm hết cho. Chị em được hả? Em thôi. Ừ. Đúng rồi. Dạ, chào anh Quỳnh Ly. Trời ơi. Nó sững sờ liền đấy chưa, sững sờ. Xinh đó. Dạ, cảm ơn. Mặt rất là điện ảnh cũng nha. Cũng phản phất của Hòa Minzy đó. Lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á thì là trên á thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á thì mình nhân viên dưới mình á thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em của em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đó không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. Là em trai đưa... có đây không? Dạ có kia. Cho anh gặp em trai chút đâu. Nhà em thì là 4 anh chị em, là em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em đi sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh ạ. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Em có món quà này tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao lại vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. Thì chắc chắn là... Rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Đấy, thì... rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ, không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán Mười Hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Xoan đúng không ạ? Wow. Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa. Mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh bối rối quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Cho cô ấy kiểm tra răng coi. Răng anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ yeah. Không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Ừ, hay quá, hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào để nắm tay
Thế được đây bạn được. Tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh xin phép em với lại mình được hôn bạn được không? Đấy. Chào em trai. Mời gia đình nhà gái. Em trai, mình giới thiệu về mình đi. Trước tiên em gửi lời chào đến anh Quyền Linh ha. Chị Hồng Vân, bạn gái ở bên kia. Thấy quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Lê Trung Tính, hôm nay em 30 tuổi. Lê Trung Tính 30 tuổi. Dạ. Làm gì Tính? Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lốp xe. Ở đâu? Quận 10 anh. Quận 10. Dạ. Quê em ở đâu Tính? Dạ quê em ở Bến Tre. Còn em? Dạ con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh với lại khán giả trong trường quay. Chào con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Võ Hoài Dung ạ. Con năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng ạ. Hiện giờ con đang ở đâu? Dạ con ở quận 9. Đúng ở quận 9, ở quận 10. Một người quận 9, người quận 10 mà xa. Bây giờ sẵn thì mình nói luôn nè, cái ưu khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của con là chịu khó. Dạ, với lại cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Còn khuyết điểm là hơi khó tính với lại nóng tính. Cái nóng mà cỡ lớn nhiều nhất á là làm gì? Cái đó nhiều khi mình nói ra, lời nói của mình á, làm cho người khác tổn thương. Tức là bằng lời nói chứ phải bằng hành động đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn ơi, bạn nghe không, bạn Tính? Dạ nghe, đang nghe. Nghe, nghe, nghe đó, người ta nói hết rồi đó, tới mình nói đi. Dạ, cái bên em á thì cái ưu điểm của em là siêng năng, ham học hỏi. Còn cái khuyết điểm của em là hay tin người hơi lố. Tin người hơi lố hả? Dạ. Có tiền cho anh mượn vài trăm thôi. Cho mượn là cho mượn liền đúng không? Đúng rồi, nói vậy. Mình nói chút xíu về tình trường của mình đi Tính. Dạ, em thì cũng trải qua hai mối tình anh. Hai mối tình? Mối tình là thời học sinh. Mấy năm? 5 năm. 5 năm, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Nhưng mà yêu mấy năm á? Yêu cũng là 2 năm. 2 năm? Dạ. Là 7 năm yêu rồi. Dạ. Vì sao phải chia tay hai mối tình? Dạ, mối tình đầu tiên thì cũng chia sẻ là bạn gái đi lấy chồng. Rồi. Dạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì bị người ta bỏ. Ta bỏ hả? Dạ. Rồi đàn gái mấy mối tình rồi? Con trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là kéo dài 7 năm. Còn mối tình thứ hai là kéo dài gần 3 năm. Trời ơi. Trời ơi, vậy là cũng 10 năm yêu đương rồi ha. 10 năm yêu đương rồi. Tại sao lại chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên là quen từ hồi còn đi học sinh á. Xong rồi sinh viên cũng quen, nhưng mà khi mà đi ra làm thì tính tình mỗi người mỗi khác á. Xong rồi ảnh bỏ con. Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là quen nhau cũng được, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nó khác. Hoàn cảnh gia đình là hai đứa tự động hay là đứa nào bỏ đứa nào? Hai đứa tự động. Hai đứa tự bỏ nhau hả? Dạ. Chứ còn không tin được là ai bỏ con á, con quá xinh xắn. Nói chung là trong tình yêu thì cũng không bao giờ nói trước điều gì ha. Rồi để cô coi thử nha, cô coi thử nha. Có duyên lắm mà. Chào cưng. Dạ, em chào chị. Một người rất có duyên và cái khuôn mặt này rất là phúc hậu. Cưng mà chỉ cần mở rào ra tôi cũng hết hồn bên đây liền. Nó đẹp lạ lùng lắm. Đẹp mà lạ lùng lắm. Đẹp lạ lùng lắm. Linh ra đi, đi ra đây. Đẹp mà lạ lùng luôn. Nói nghiêm túc, đi ra đây. Làm gì hồi hộp với tôi. Tại vì đàn trai tôi qua tôi coi đàn mắt đàn gái cơ. Sao mà lạ lùng. Hú hồn. Trời cưng quá nha. Thấy không? Một cái nét đẹp nó rất là cổ xưa, thấy không? Nói chung là gương mặt này rất là lạ, dễ nhớ. Dạ. Nhìn nhớ nụ cười rất là tươi ha. Cưng thích cái mẫu bạn trai của mình như thế nào, nói cô nghe. Dạ, bạn trai là cao trên 1m65. Với lại cái bụng hơi bự bự. Cái bụng hơi bự bự đúng không? Cái bụng hơi bự bự. Bụng hơi bự có. Bự xíu. Có. Đó. Sao lầm thì chưa chắc. Hồi lại. Ra nè, nói nghe coi nè. Thiếu 2 phần á. Thấy chưa? Thiếu 2 phần á. Thấy chưa? Đó. Thiếu 2 phần. Dạ. Đó, nhưng mà cái bụng hơi bự bự là có nha. Dạ. Nó bù, còn gì bù nữa lắm nè. Mà cái sự chân tình, mộc mạc, dễ thương. Dạ. Thích hát nữa. Thích hát. Dạ. Biết hát không? Dạ, cho em cái đó em ca dở lắm. Ca dở kệ nó. Hát được là được. Đâu thử nào. Em ca bài Ta đi tìm em đi ha. Rồi. Một khúc thôi ha. Lớn lên khúc thôi. Hát hai khúc. Thành đô Lâm An, đại lý ta tìm nàng. Tìm em dưới Dương Châu chiều mưa. Biển Kinh Tương Dương, lửa khói sáng đầy trời. Biết tìm em nó trốn nào. Thôi được rồi, được rồi.
Em ngay kế bên nè, khỏi đi tìm đi. Ừ. Nói chung là cũng có hát, có tinh thần được rồi không? Còn gì nữa? Còn gì nữa không? Con có thích đàn ông da trắng hay là da đen? Dạ, da ngăm ngăm rồi. Được. Đúng luôn, cái này thì đúng rồi đó. Bây giờ đố đố bạn bên đây hình dung về một bạn nữ bên đây như thế nào? Theo mày... cưng. Em em đoán hả? Ừ. Nếu mà nãy cái nói Nhân Vân có nói cái nét đẹp cổ xưa chắc cũng giống công chúa. Giống công chúa, đúng rồi đó, đúng rồi đó, giống công chúa. Nhưng mà cái đó là đúng giống như cái ước mơ, cái suy nghĩ của cưng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ, con đi với cậu, với dì, với lại bạn bè đồng nghiệp hả? Rồi, xin mời đại diện gia đình có đôi lời chia sẻ. Kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào hai MC xinh đẹp, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào hai cháu. Em là đại diện cho cậu ruột của bé Hoài Dung. Cậu cũng thấy bên này cũng thấy cũng hài hước, mặt mày cũng vui. Thì còn tương lai của con sau này hạnh phúc thì cậu chỉ nói vậy thôi, còn con là tự con lựa chọn. Còn riêng quan điểm của cháu á, thì bé là rất chịu khó và đặc biệt là có hiếu với cha mẹ dữ lắm. Cậu chỉ khuyên con là bây giờ lấy chồng á, biết ăn chơi thì về sau này nó không biết ăn chơi nữa. Bây giờ nó chưa biết ăn chơi mà lấy về nó ăn chơi hơi khổ, đúng không anh Việt Linh? Đúng đó, cái đó cũng đúng đó. Cho nên là cái gì cũng phải phân phân phải phải thôi. Theo ý mình là khó lắm ha. Cảm ơn lời chia sẻ với cậu. Tính đi với ai nè? Tính dạ, em đi với bạn thân với mẹ em. Có mẹ à? Đây, dạ, có mẹ. Dạ, ở đây em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bên nhà gái và quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với anh Tính. Thì em ở đây anh Tính á, ảnh rất là thật thà, chịu thương chịu khó. Trong tình cảm thì ảnh rất là chân thành. Và anh Tính ở đây thì cô gái đây thì em chấm rồi. Công chúa không? Công chúa không? Đúng công là chúa. Công chúa không? Để mẹ nói đi, mẹ cảm nhận xét nếu như bạn này là bạn gái của con trai mình thì mẹ thấy sao? Dạ, xin chào cô Hồng Vân với chú Quyền Linh. Dạ, thì mình không? Là mẹ của Trung Tính. Dạ. Mình á, thật sự là ở dưới quê, nghe trai nó điện á, nó nói là nó tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mẹ lên dự. Thì hôm nay mình lên là mình biết cái bé này nè, thì theo mình thấy á, thì cũng rất là thích. Thấy nó ngoan với nó cũng dễ thương dữ lắm. Mình cũng muốn cho con trai nó có bạn á, để bật làm cha mẹ yên tâm, có bạn cho nó vui vậy đó. Dạ, yeah. Thả nó tiến tới thì càng tốt. Dạ, yeah. Rồi vậy cảm ơn mẹ. Yeah. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Tính cười hoài nghe Tính. Tính có bộ răng đẹp quá à. Bắt đầu đi Tính. Dạ. Chào em. Rối là Tính rối liền, Tính rối liền luôn. Đấy, anh tặng em một quà ha. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn em ha. Dạ. Rồi giờ nè, khui quà đi, khui quà đi. Em cho anh hỏi cái cuốn đầu tiên là em tặng anh là cái ý nghĩa gì không? Tại vì em đọc thấy cuốn sách này nó hay á. À. Dạ, với lại nó... Nói chung là nếu mà quen nhau hay là sau này có cưới nhau thì trong đây nó có tư vấn về tâm lý á. Nó chỉ mình luôn phải không? Dạ. Các em có mới biết tại sao anh tặng em cái này không? Cái này là nước hoa hả? À, nước hoa. Dạ. Anh muốn em mỗi ngày đều xịt nước hoa là nhớ tới anh á. Dạ. Dạ, ngồi ha. Đâu, dạ, cảm ơn. Con xịt thử có đúng cái mùi con thích không? Xịt thử coi, trời ơi cưng quá. Được không? Được không? Lúc nó nhỏ bằng tuổi tụi nó, người ta tặng tôi dầu dừa sức không? Không ai tặng nước hoa. Người ta tặng ông hay là ông tặng người ta? Tặng ta người dầu dừa. Cái cảm giác đầu tiên mà em nhìn thấy anh nó như thế nào? Có cái bụng nó bự. Hả? Cái bụng nó bự. Hóp vô, hóp vô. Ủa nhưng mà nãy con nói là con thích phải không? Dạ. Ờ, thích người ta thích. À, thích hả? Thích phình ra, dạ, phình đúng ra. Đúng rồi. Dạ. Thích có bụng. Nhớ mà, nãy nhớ hết cái bụng mà. Thôi. Như thấy cũng có cũng chững chạc, cũng có nói chung là cũng đẹp trai. Cảm ơn em. Em cho anh hỏi cái này ha. Dạ. Em ngày tháng năm sinh của em là ngày mấy ha? Dạ, em 3 tháng 9. 3 tháng 9 à, tại vì anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Hả? Nói lớn lên coi. Anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Sao kỳ vậy? Dạ, 5 tháng 10 gọi là hơi cứng đầu á.
Ủa sao kỳ vậy? Khó chịu lắm, mấy người đó khó chịu. Sao biết năm tháng 10? Từng đãi á, từng trải nó biết. Từng trải là hai người kia là ngày 5 tháng 10 hết hả? Có một người thôi. Dạ. Còn anh thấy em sao? Em là nhìn rất là dễ thương. Nhìn là thấy cưng rồi đó. Cưng rồi đó, cưng quá cưng. Bây giờ em ở quận 9 nè. Dạ. Công việc em làm đang làm ở quận 9 luôn. Em ở quận 9 nhưng mà em làm ở quận 2 á. Mình thấy ngồi sao đó. Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Của em là một khi đã quyết định mà quen á là sẽ là quen nghiêm túc luôn. Chứ mà ví dụ như mà em lúc đầu mà em không thích hay là gì đó thì không có cho cơ hội. Dạ. Ba cái chuyện hẹn hò đi. Nếu mà tụi mình bấm nút á. Dạ. Thì em muốn cái buổi mà gặp đầu tiên của mình sẽ như thế nào? Đi ăn, đi uống bình thường thôi, đi cà phê bình thường thôi. À vậy ha, vậy dạ. Cũng đơn giản ha. Con hỏi anh có ghen không? Chứ giờ mình đẹp á là mình sợ mấy người mà ghen dữ lắm, mệt lắm. anh có ghen không? À, anh có hơi ghen chút xíu. Nhưng mà anh có từng trải rồi nên anh biết sẽ phải làm như thế nào. Phải ghét dạ. cái lời nói của mình á, sẽ như thế nào. Với công việc á, nhiều khi công việc của em á, ví dụ như cũng có nhậu với công ty, đồng nghiệp hay sao đó, anh có thấy con gái nhậu ít thôi chứ không có cái nhiều. Cái tính chất của công việc mình phải chấp nhận, dạ. Nó là như vậy. Tương lai mình tính sao, thế mà hai đứa tiến xa hơn thì mình ở đâu? Cái này... Nếu mà hai đứa mình cho nhau cơ hội á, dạ. Thì em thấy khoảng bao lâu nữa là mình cưới được? Em thì nếu mà hợp với thì, tại vì ba mẹ cũng muốn á. Ừ. Thì nếu mà hợp thì năm này cũng được. Tôi cái hợp này. Nhau á là do hai tụi mình thôi, dạ. Chứ không ai sinh ra mà hợp nhau hết, dạ. Đó là như vậy. Nếu mà tìm hiểu thấy được thì cũng tiến tới cũng được. Tiền bạc ai giữ? Tiền bạc á, nếu mà hai đứa mình cưới nhau á, dạ. Thì tiền bạc là em giữ. Rồi con cái quan điểm với con trai con gái thế nào? Em nói đi. Con thì nói với em là trai gái cũng được. Có là mừng rồi. Dạ, dạ. Mấy đứa? Em thì nếu mà kinh tế ổn định á thì thích 2-3-4 đứa cũng được. Mình thấy hai đứa được rồi em. Yeah. Bây giờ đó em bước tới, em nắm tay cô ấy và nói những cái gì đó mà em đang suy nghĩ và mong muốn điều gì đó để cho hai đứa có thể cảm xúc về nhau. Anh hồi học quá không biết nói gì mà ở đây thì cũng chưa có nói được nhiều, mà quan trọng cái thời gian sẽ chứng minh. Dạ. Mình sẽ làm như thế nào để cho bạn gái thấy cũng như em như là như vậy. Dạ. Ha. Từ một cái lần nắm tay nó có cảm giác an toàn không? Nói chung là cứ cho nhau cơ hội. Dạ. Dạ. Rồi, về vị trí đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định bấm nút là trao cơ hội hẹn hò. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bà con, họ hàng, hàng triệu khán giả. Mình không thể dối con tim mình được nha. Con tim mình mách bảo thế nào mình cứ làm y như thế. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai đứa. Có fan đó, có fan dễ sợ không? Các bạn đó là rất mong hai đứa nhấn nút đó. Hợp với nhau, hai đứa nắm tay đi. Cái bạn này có duyên lắm đó nha con. Dạ. Bây giờ nè, có cậu như là cha vậy đó. Rồi với mẹ luôn. Bây giờ em hứa đi, cậu với bên nhà mình đi, là bắt đầu xin phép tụi con hẹn hò với nhau từ bây giờ. Con có lời nói với cậu ha, cậu như cha mẹ. Bây giờ bắt đầu cho tụi con quen nhau. Con sẽ cố gắng để mà thể hiện cho em thấy là mình thương. Rồi sẽ tiến tới. Nói gì với mẹ đi. Nói em mẹ nói mẹ gì với mẹ. Con giờ con bấm nút là con cũng suy nghĩ nghiêm túc về giống như là quen nhau là cũng có suy nghĩ nghiêm túc về á. Cũng mong sau này mà có, nếu mà được làm dâu của bác thì mong bác thương yêu. Mong bác thương yêu con. Nhìn bác hiền hậu lắm á. À, giờ xin phép cậu cho con bạn gái cái. Dạ, con xin phép cậu vợ cho con hôn em ha. Cậu vợ có đồng ý không ạ? Dạ, cậu vợ có đồng ý không ạ? Em cứ nấu ăn ngon, còn lại là để anh lo. Đó. Em không thích bạn trai nói bậy. Nói chung là nói cái gì nên nói thôi chứ đừng có nói bậy quá. Ê, yên tâm, tại vì anh là gương mà. Gương mẫu cho ai? Dạ, cho nhân viên, cho vợ mình tương lai. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Rồi, mời em giới thiệu.
Dạ em chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Thị Ái Thi, sinh năm 1995, em đang sống và làm việc tại Buôn Mê Thuột. Em đang làm việc gì? Dạ em làm ở rạp chiếu phim Starlight. À, ở trên Buôn Mê Thuột luôn hay là? Dạ. Từ trên đó xuống đây đăng ký chương trình. Cái lúc em đăng ký là em còn ở trong này, em mới về đó mấy tháng thôi ạ. À, bây giờ về đó ở luôn á hả em? Dạ. Là quê mình ở đó. À, mời bạn nam giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và chào tất cả mọi người, quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Phước Anh Khoa, em sinh năm 1991. Em hiện tại đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản. Em làm ở khu vực quận 9. Là quê mình ở đâu em? Dạ, quê em ở Quảng Nam, Đà Nẵng chị. Quảng Nam, Đà Nẵng. Bạn gái bên kia, công việc của bạn làm cụ thể là gì hả bạn? Dạ, em làm ở rạp chiếu phim anh ạ. Bán vé hay là mình nhân viên soát vé? À, rạp chiếu phim, vậy là khỏe rồi, có điều kiện mình coi phim rồi ha. Dạ. Thôi, nhưng bây mà bây giờ hai người ở hai nơi kìa. Cái chút xíu người ta sẽ tính cái chuyện yêu nhau xa cách mấy giờ cũng gần đó mà. Thì sao em muốn quen người ở Sài Gòn để em vô lại đây sống với chị ạ? À, muốn quen người ở Sài Gòn để vô trở lại đây sống. Dạ. Trời ơi, hay vậy. Điểm mạnh, điểm yếu của em đi, bạn gái. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, hòa đồng, vui vẻ, lại thích con nít. Còn điểm yếu của em là lúc em đói em hay quậu lắm, mà quậu thì em hay thích cắn, cắn lâu lắm. Thường là em cắn ai, đó giờ cắn ai? Cắn ai ở chung với em là em cắn hết. Bạn trai có thích bị cắn không? Dạ, đôi lúc cắn cho nhớ chị. Cắn nhẹ nhưng mà cắn nhay á, cứ cắn hoài vậy á, nhưng mà cắn nhẹ. Rồi còn gì nữa không em? Dạ không ạ. Nhiều đó hả? Cái đó là điểm yếu đó rồi, rồi đó hả? Hơi ham chơi một chút. Đúng rồi, còn nhỏ nhưng mà tại vì em muốn quen một người nào chững chạc hơn để nắng em lại ạ. Em thấy bên bển sinh năm 91 là chững chạc chưa? Dạ rồi, tại vì em đang đi kiếm bạn trai sinh năm 91 hoặc 87. Em thích hai tuổi đó tại vì nó hợp với em ạ. 91 là vô rồi đó. 91 là vô rồi, hơi khỏe rồi. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em sao? Thừa thắng xông lên luôn đi em. Dạ, em thì điểm mạnh của em là tự lập, em nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng. Dạ, hoạt bát, mọi thứ em làm được hết. Em có cái gì em quyết tâm là em sẽ làm được. Em được mấy mối tình rồi? Em được 2 mối tình anh. 2 mối tình, dạ. Lý do tại sao chia tay? Do là trong cuộc sống có những cái gia đình em nó thay đổi, có những cái xảy ra nó không mong muốn. Cũng gia đình bên kia họ cũng cảm thấy là trước đây thì nó muôn đăng hộ đối, tức là hai gia đình đều tốt hết, nhưng mà sau đó gia đình mình không tốt. Nói chung có sự thay đổi mà gia đình bên kia không đồng ý. Không đồng ý, dạ, nên cô bé đó không có quen em nữa. Người ta không cho quen thì cô bé đó cũng không quen em nữa. Tức là cô gái đó nghe lời gia đình. Cô bé có cũng nghe lời gia đình, cũng có lén quen em một chút xíu, khoảng 3 tháng sau đó là cô ấy phải nghe lời gia đình, tại vì gia đình chu cấp cho cô ấy. Còn em thời điểm đó là đang khởi nghiệp. Còn bên kia? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là quen hơn 4 năm. Trời ơi, hơn 4 năm. Dạ. Cái người thứ hai của em là quen hơn 1 năm, tại vì cái người thứ hai của em là làm bên nhạc các chị. Nên ba má không thích, khi đi sớm về khuya rồi cứ ở nhà một mình hoài vậy sao, sau này mà cưới đó. Nên thôi, cái em cũng chia tay luôn. Chà, vậy anh này chắc ổn á, anh này làm kinh doanh là chắc được rồi. Nhưng mà ba mẹ em có đặt cái tiêu chí gì khi đến tham gia chương trình không? Có dặn dò gì trước không? Dạ không ạ. Chỉ cần sinh năm 91, hợp tuổi. Không, cái 91 với 87 là tự em đặt ra. Nói chung giờ em phải vượt qua hai cái ngưỡng này nè. Một là phải là 91 hoặc 87. Hai là ba má em phải chịu, em mới chịu, đúng không? Rồi dạ. Ngoài ra em còn cái tiêu chí gì nữa không? Muốn để tìm bạn trai. Em thích bạn trai tự lập, không có dựa vào gia đình có chính kiến nữa chị. Rồi. Em thích bạn trai... Anh ơi. Sao em? Anh biết làm việc nhà không anh? Anh biết chứ, tại vì anh ở một mình mà, thì anh tự làm rồi. Em chỉ biết nấu ăn thôi nha. Thì em nấu, anh rửa chén, anh lau nhà cho em được không? Vậy thôi đó hả? Thì nói chung là em cứ nấu ăn ngon, còn lại là để anh lo. Đó. Em hỏi bạn gái coi giờ em cần điều gì? Có điều gì em không thích? Bạn gái đi. Em không thích bạn trai nói nhiều, nói bậy. Nói chung là nói cái gì nên nói thôi chứ đừng có nói bậy quá. Em yên tâm, tại vì anh là gương mà, làm gương mẫu phải làm điều tốt không làm điều xấu đâu. Em đừng lo. Gương mẫu cho ai? Dạ cho nhân viên, rồi cho cho vợ mình tương lai, cho con mình. Hay. Vậy bạn trai đặt ra cái mẫu tìm bạn gái là người như thế nào nè? Em cũng tìm bạn gái sinh năm 91, 93, 93, 95. Vui vẻ, hòa đồng. Rồi bạn cũng khéo ăn, khéo nói. Như bạn bên kia em thấy bạn đó khá là khéo ăn nói. Em cảm ơn nha. Ngoại hình, ngoại hình. Ngoại hình thì ưa nhìn là được rồi chị. Em thích cô ấy tự lập hơn. Thích cô ấy tức là sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho. Gái nào mà không thơm? Nói gì đâu mà thiệt.
Bây giờ có cái điều gì em về ngoại hình, em có cái mẫu người lý tưởng gì không? Không hô, không hói, không bụng bự. Anh có hút thuốc không anh? Không, anh không hút thuốc, anh chơi thể thao nên yên tâm. Hỏi anh có hô không? Hô, hói, bụng bự dính cái nào không? Khó hết luôn á. Hô một đống luôn, bụng bự, bự chản luôn. Để chị qua coi. Dạ. Dạ, chào chị. Cái này cũng kiểu như đang sang lắp mặt bằng rồi kia thôi ha. Không, cũng giống anh Linh, cũng chưa, nghĩa là mới thấy vùng ven thôi. À, vùng ven thôi, ở xa chị. Nó cũng ấy lắm mà. Sao láng láng à? Nó gần gần ha. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao mấy 6-7 chị. À, mặt mày thì sáng sủa, da dẻ, rất là mịn màng. Thật trưởng phòng. Này rồi. Chắc ngồi văn phòng không, điều lính đi không quá phải không? Dạ. Dạ luôn hả? Bây giờ hơi xa chút xíu vậy mình hẹn hò sao? Nếu mà bạn đó ở xa vậy thì em sẽ cố gắng lâu lâu thì em sẽ lên thăm bạn đó. Lâu lâu em sẽ nói bạn em xuống, anh dắt em đi chơi ở Sài Gòn. Lâu là bao lâu? Cô này đẹp lắm. Nói chung là một hai tuần là lên chơi 2-3 ngày. Vừa 2 tuần cái lên được chơi 2-3 ngày. Bạn này đẹp gái lắm, ráng lên đi cưng. Dạ. Ráng lên, mà có ghen không? Ở ghen xa vậy chị. Đâu có ghen không? Không, em nghĩ là hả, em cũng không ghen đâu. Tại vì do là mình khi mà quen á là mình phải tin tưởng và mình hãnh diện cái người mà bạn gái của mình. Được á, anh này được nha, giỏi, tuổi trẻ tài cao. À, cảm ơn chị. Được. Được em, rất là có ý chí, vậy là ngon đó. Ngon, đàn trai thì ngon á. Được rồi. Bây giờ bà đàn gái qua phỏng vấn nhiều quá, nóng mặt luôn hả? Dạ. Đến qua phỏng vấn đàn gái rồi sao ta đẹp, nó có quyền. Thôi đừng ăn hiếp quá hả? Chứ đẹp, ăn hiếp lại chết rồi. Đàn trai cũng hơi bị ngon lắm rồi nha, đẹp trai lắm à. Về Sài Gòn được không? Dạ được. Được hả? Mà em muốn, ba má em á là nếu mà về Sài Gòn là phải cưới mới về, còn không có vô đó ở nữa. Lên thăm ảnh gì nhà cho đi không? Ví dụ lâu lâu về Sài Gòn chơi 2-3 ngày thì dạ, nhà cho có đi. Chứ bữa giờ em về đây, về Buôn Mê mấy tháng, 3-4 tháng là em xuống lại 4-5 lần rồi. Tức là về được, đi lại được, không sao. Nhưng vấn đề giờ thí dụ như ba má em không đồng ý thì sao? Ba má em là sợ em khổ thôi, này đâu có cái gì đâu. Anh không có gì trơn hả? Sao em biết không có? Nghĩa là không có nhiều lắm á. Không có kỹ gì đâu á. Không, anh yên tâm, em sẽ thuyết phục được. Thôi được rồi, em thấy được rồi. Trai tài gái sắc đấy, được. Rồi. Anh thấy hợp lý. Nhà gái bữa nay đi có ai đi cùng không? Dạ, có hai bạn thân em ạ. Chào em, trời bạn cũng xinh quá. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trong trường quay. Em tên là Thu Giang, là bạn thân của Ái Thi. Bạn em có ưu điểm là rất là dễ thương, năng nổ, nhiệt tình, rất là lanh, nói chuyện hơi bị nhiều. Còn nhược điểm là hơi nhõng nhẽo, còn ham chơi. Nhìn thấy anh cũng phong độ, đẹp trai, tác phong chỉnh chạc, công việc ổn định. Em cảm thấy là hợp với bạn em. Cảm ơn em. Bạn trai có đi với ai không em? Dạ em có đi với anh đồng nghiệp. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Sơn, cũng là đồng nghiệp của Khoa. Thì ở ngoài thì hai anh em rất là thân như là anh em trong nhà vậy đó. Đánh giá về Khoa thì em thấy Khoa là một người sống rất nguyên tắc và có trách nhiệm, bản lĩnh. Yeah. Còn về thì bạn nữ bên đây thì em thấy là những cái mà chia sẻ vừa rồi á, là em thấy là những cái gì mà bạn nữ đang có là cái mà Khoa đang muốn đi tìm. Cảm ơn em. Dạ dạ. Thôi bây giờ là do hai bạn thôi. Cho đôi trẻ gặp nhau nha, cố gắng nha. Bây giờ là tuổi tác rồi là được hết rồi đó. Dạ. Cố lên. Được cái về Sài Gòn ở luôn. Chào em. Em chào anh. Cảm ơn bạn em. Em cảm ơn. Chào Ái Thi. Dạ. Em có nhớ tên anh không? Tên Khoa. Cảm ơn em. Tính ra anh cũng không cao lắm. Anh nghĩ tầm ổn. Đứng lên lại cho cô nhìn kỹ coi. Ta quyết định đi bỏ núi xuống miền xuôi là quan trọng lắm. Dạ. Quay vòng cho cổ coi. Đó, được không em? Dạ rồi ạ. Rồi. Em ở Buôn Mê Thuột đúng không? Dạ. Thì anh biết là đi cũng hơi xa nhưng mà anh nghĩ là khoảng 2 tuần một lần được không em? Dạ được. Thôi 1 tháng cũng được, anh lo làm đi anh. Anh sống nguyên tắc là nguyên tắc sao vậy? Thứ nhất là anh có một cái lịch làm việc cho cá nhân mình. Ví dụ như tối 3-5-7 từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ á, là anh đi tham gia đánh tennis. Anh sẽ không, cái thời đó anh cũng không có nghe điện thoại của em. Một tuần người ta đi chơi, ta nói thứ bảy máu chảy về tim, thứ bảy ta để đi chơi bạn gái, thứ bảy đi đánh tennis, bạn gái gọi không bắt máy là cái lý do gì? Đâu có, nó có lịch chị. Anh làm bất động sản
thứ bảy đi đánh gôn để làm gì. Ở đó có rất là nhiều người liên quan đến cái việc kinh doanh của anh ấy, mà bỏ thứ bảy cho ta bỏ chuyện làm ăn rất là quan trọng. À, thành ra thứ bảy nó quan trọng chỗ đó đó. Chị đúng ngày thứ bảy á, 6 giờ đến 9 giờ em gọi hoài cho chị. Mà em xác định là đi đánh tennis xong là không có đi chơi với em đâu, đi nhậu cho coi. Đó, cái đó hai người tự trao đổi đi. Chị chỉ khơi ra vậy thôi, chiến tranh tụi em tự giải quyết. Đổi được không em, đổi được không? Dạ thì mình sẽ cố gắng thay đổi. Anh chỉ có mê tennis thôi hả, hay mê gì nữa? Anh hả? Anh cũng đi du lịch, đi ăn vặt, rồi đi xem phim. Còn ví dụ như là hả? Xe, game, điện thoại hay là cái gì nữa đó. Còn không, nhiều thứ để mê lắm, anh cũng mê tennis thôi. Ờ thì anh chỉ mê cái đó thôi. Rồi bây giờ mình hỏi cái chuyện mà thí dụ giờ mình hợp nhau hết rồi, khoảng bao lâu nữa mình có thể kết hôn được? Em thì khoảng bao lâu theo em, khoảng bao lâu? Năm sau anh mà. Năm sau hả? Tại vì em muốn vô liền. Đối với anh cái gia đình nó rất là quan trọng. Anh muốn có một cái hạnh phúc, nó chọn cưới là cái người đó anh sẽ lựa chọn đến cuối con đường. Nếu như anh có một cái quyết tâm được đi nước ngoài như quen nhau á, thì em có sẵn sàng cùng bọn để gia đình ở Việt Nam mà đi với anh không? Chưa nghĩ tới, nhưng mà em chỉ xưa giờ em ước á là chụp hình cưới ở nước ngoài. Nhưng mà nói chung là có tình yêu thì đi đâu cũng được anh à. À, cảm ơn em, và đó rất là tuyệt vời. Rồi thôi, bây giờ nhắm mắt lại và suy nghĩ nói gì. Mời hai bạn. Nếu em là một giọt nước mắt trong đôi mắt của anh á, thì anh sẽ không bao giờ khóc. Tại vì anh không muốn em rời khỏi anh. Chính xác, cảm ơn em. Suy nghĩ thật kỹ nha. Khi các bạn đồng ý bấm nút là các bạn đã trao nhau cái duyên trên sân khấu này, trước mặt tất cả người thân bạn bè của bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rất nhanh. Không phải là muốn xuống thành phố là bấm đâu. Anh ấy cũng rất bản lĩnh và có cá tính đấy. Hãy nắm tay nhau đi bạn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt này. Rồi, anh hôn em một cái nha. Dạ. Dễ thương, cặp đôi này rất là dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đưa bạn ấy xem phim để có một không gian thật lãng mạn, hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Gửi tặng các bạn. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn chương trình. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Và đây quà tặng dành cho hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Rồi, nắm tay bạn gái đi xem phim đi. À, cảm ơn anh chị. Để đồ đây này cơ. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái bên kia nghe luôn nha. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Và chào khán giả và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Thái Mẫn. Em năm nay 31 tuổi. Và hiện đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Bình Dương. Mẫn làm gì Mẫn? Dạ em là giảng viên đại học. Dạy trường nào? Dạ em dạy ở Đại học Thủ Dầu Một ở tỉnh Bình Dương. Rồi bây giờ mình nói về mình đi. Dạ em xin được chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền của Linh xin và chào. Xin chào anh Nam ở bên kia. Em xin được giới thiệu em họ Cao tên Quý. Mọi người hay gọi em là Cao Quý. Em quê ở Quảng Nam và hiện tại em đang làm quản lý đối ngoại cho công ty xây dựng. Hiện tại thì em đang ở Phú Nhuận. Cao Quý hả? Dạ Cao Quý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Mẫn? Dạ điểm mạnh của em là biết lắng nghe, luôn cầu tiến và có ý chí mạnh mẽ. Dạ điểm yếu của em là hay nóng tính và em hay tập trung vào công việc nhiều quá, đôi khi là bị mất công bằng trong cuộc sống. Rồi bây giờ mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ về cái điểm mạnh của em đó là em là một người rất là vui vẻ, là em có nụ cười đẹp. Thế nên là em rất là hay cười. Nụ cười tỏa nắng. Dạ em rất là hay cười. Nghĩa là em rất là ít để bụng những cái chuyện mà nó không hay, không vui. Em ít khi giận ai gì lâu lắm. Em thích nấu ăn, thích trồng rau. Và em nấu ăn cũng rất là ngon. Em cũng có khả năng
hát một chút xíu, rồi cũng có khả năng làm MC vừa. Điểm mạnh chưa mạnh của em đó là em hơi khó tính trong cái việc mà trong cái việc sắp xếp gia đình, kiểu như là cái việc mà gọn gàng sạch sẽ, em hay rất là khó tính trong cái việc đó. Nhưng cụ thể em làm cái gì cao quý? Em đang quản lý cái mảng đối ngoại của công ty xây dựng. Dạ. Trời ơi, anh Linh mà anh nghe cái chữ xây dựng nhà cửa đất đai cái là qua anh giọt qua. Xây nhà thích lắm. Em nghe nói em là đi tu nghiệp nước ngoài về đúng không? Em học mấy nước ngoài mấy năm? Dạ em học gần 6 năm. 6 năm, thạc sĩ hay tiến sĩ? Dạ hai cái luôn. Đó. Ủa em học ở nước nào vậy? Ở Anh đó. Ở Anh ở châu hả? Âu đó. Ờ, ừ. Tôi cũng mới đi châu Âu về cái xứ sở mà có 7 độ đó. Tôi mới đi châu Đốc về cũng lạnh lắm á, 14 độ đó. Bây giờ đó, em không thích điều gì ở đàn ông nè, em nói cho anh nghe coi. Thật sự thì cái mẫu người đàn ông của em á thì em thích người đàn ông nói ít, em không thích là người đàn ông nói nhiều. Người nói ít lắm. Dạ. Trên giảng đường nói mệt quá, về nhà chắc không nói nữa đâu. Một người có chiều sâu và phải thật sự là ngăn nắp và sạch sẽ. Thôi rồi. Có ngăn nắp sạch sẽ không? Dạ có, chắc chắn có, tại vì em hồi xưa ở bên đó thì cái chuẩn về sạch người ta rất là cao, và người phương Tây cao lắm. À đúng rồi, 6 năm ở bên Anh. 6 năm ở Anh mà. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào hả? Cao quý. Phải cao hơn em. Tại vì em cũng không phải là nhỏ con lắm, nhưng mà cỡ mà bằng hay là thấp hơn em thì sợ bế em không nổi. Nổi, cỡ nào khi ta yêu thương được cỡ nào tao bế cũng nổi chứ. Cao hơn em một chút xíu thôi cũng được. Rồi. Dạ, không có hói. Không có hói. Không có hô. Là với một người có ngoại hình ưa nhìn một chút xíu. Da ngâm ngâm thì lại càng tốt. Anh hay nhấn mạnh câu gì? Người phụ nữ hiện đại đừng bao giờ nói là tôi không thích hói. Phải nói ghét của nào trời cao của đó. Thì không vậy? Thiệt đó. Nói gì? Dạ chào cô. Dạ, dạ. Chào gì chào? Gì? Tôi chưa cho qua đời trai, tôi qua chào tôi gì? Muốn gặp tiến sĩ phải xin phép đàng hoàng. Mắc cười quá. Rồi vậy thì bây giờ dạ, em cũng thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Em cũng thích mẫu người phụ nữ thì là vừa truyền thống và vừa hiện đại. Và có cái sự chia sẻ trong cuộc sống. Dạ, không có quá gọi là cứng đầu và không có luôn luôn bảo thủ. Em cũng không thích. Dạ. Có thích phụ nữ đẹp không? Dạ chắc như là có rồi, ai cũng thích rồi. Làm gì ai cũng thích. Ủa tôi hỏi sao mà trời ơi, tôi hỏi kệ tôi đi. Có những người đàn ông họ thích những người phụ nữ có duyên, tại vì họ quan niệm rằng á là phụ nữ đẹp không phải là phụ nữ của mình. Bây giờ ta nói câu là gì, người yêu vợ đẹp phải vợ mình, người yêu đẹp phải người yêu của mình, đâu phải. Thì cái đó là quan niệm của mỗi người thôi. Đó là xưa rồi đúng không? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có tổng cộng 2 mối tình, vừa xứ người vừa xứ mình luôn. Vậy đó hả? Dạ. Mối tình xứ người kéo dài được mấy năm? Dạ mối tình xứ người thì kéo dài được 2 năm. Còn mối tình thứ hai là cái thời điểm mà cách đây tầm 4 năm, chỉ tầm có vài tháng thôi, thì em lại có trúng học bổng đi học tiếp nghiên cứu sinh ở bên đó, ở bên Anh tiếp. Bên Anh. Bạn nói thì biết rằng em đi nên bạn nó cũng không có không chờ đợi mình. Dạ, mấy tháng chờ đợi tình tưởng đâu. Coi như chính vì vậy mà hôm nay bạn có mặt trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này đúng không? Dạ. Thực ra đó là một chàng trai rất là ấm áp đó. Thực sự nói chuyện thì tao thấy lo rất học là quá. Tao lo sự nghiệp quá, thành ra là ế vậy đó ha. Em có mấy mối tình là cao quý? Dạ em cũng giống như bạn là em cũng đã có 2 mối tình. Gần nhất thì cũng là 2 năm rồi. Lý do sao chia tay? Người ta nói là khi mà yêu thì không có lý do, mà chia tay tới tất cả bạn lý do. Thì cũng có một số lý do. Cái công việc của em là nó chuyên về bên đối ngoại. Thì em sẽ giao tiếp nhiều. Dạ em sẽ đi rất là nhiều. Em cũng hơi ghen quá. Mình ràng buộc nhiều quá. Tại sao lại cứ hay hỏi lý do tại sao chia tay? Không phải mình soi mói người ta đâu. Lý do để chi mình biết khắc phục cho cái mối tình này nè nó tốt hơn. Ok, hai bên cũng đã nghe tất cả mọi thứ rồi. Cao quý đi với ai? Hôm nay em đi với bé em, cùng đang ở chung với em. Hai vợ em ở chung với nhau cũng hơn 1 năm bé rồi. Bé em đúng không? Dạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và mọi người ở trong trường quay cùng quý vị khán giả đang xem đài. Đối với em á, tuy là mới sống chung có hơn 1 năm thôi, nhưng mà chị Quý là một người sống rất là tình cảm. Chị là một người có cá tính, gọi là một người phụ nữ như anh mong muốn là đảm đang việc nhà hay là một người phụ nữ của gia đình á. Và chuyện hiện đại á, thì em thấy chị Quý đều đáp ứng được hết. Còn anh trai thì em thấy anh là một người rất là giỏi, có kiến thức rất là sâu rộng. Ngoại hình anh đẹp trai nhưng mà có một điểm nhẹ ở chị Quý.
hồi nãy có nói không thích thì cái đó để lúc mà gặp mặt á thì nó dễ khắc phục lắm em. Dạ, hai anh chị khắc phục lắm, giờ có thuốc rồi, gắn nó vô hết rồi. Mẫn đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với em. Xin chào cái ekip của chương trình làm Bạn Muốn Hẹn Hò, và đặc biệt là MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân. Dưới góc nhìn cảm quan của Hạnh thì Hạnh thấy rõ rằng là Cao Quý là một cái cô gái rất là hiện đại. Mà có một chút chia sẻ ở đây rằng gì? Thế bây giờ đối diện với người phụ nữ hiện đại thì các cái giá trị truyền thống thì bạn có cảm thấy áp lực không? Nhưng mà mình tin rằng là bạn Mẫn thì có thể là cái người đã từng đi du học sinh rất là lâu ở bên Anh rồi. Thì anh ấy có thể dễ dàng và dung hòa được cái này. Người ta sẽ nhìn là ok, có thể là em sẽ là người kiểu người hiện đại. Nhưng mà thật ra thì em là cái kiểu mà nó dung hòa giữa hiện đại và cổ điển. Em tự tin là em biết cách lúc nào mà đúng em có thể là người hiện đại và em có thể là một đúng người rồi. Phụ nữ của gia đình. Rồi bây giờ thôi, mở cái hàng rào ra đi, để chị nó mệt, nó chật chội quá. Mở rào. Rồi nhìn nhau đi nào. Wow. Wow. Yeah. Wow. Mẫn wow. Anh có cái tai nghe thì em là người hiện đại cho nên có thể rất là nghe nhạc nhiều nên tặng em. Dạ okay. Em cảm ơn anh. Em cũng gửi tặng lại anh một cuốn sách. Đây là cuốn sách mà em rất là thích. Nói thật là em rất là thích nhưng mà em chưa có đọc. Thì nếu như mà anh đọc xong rồi thì cho em mượn lại nha. Rồi để anh chia sẻ cho nhiều hơn. Lần đầu tiên thì anh thấy cảm nhận được là em rất là xinh. Và cũng anh cũng khá là ngợp khi mà chứng kiến được em như này. Em cũng là người phụ nữ rất là tài giỏi và công việc cũng khá là ổn định. Trước đây em học ở đâu? Em học ở trường Đại học Công nghiệp 4. Anh thì cũng học ở gần đấy. Dạ. Khi mà về chung một nhà thì em có thích làm dâu hoặc là ở xe sống riêng một mình? Về cái trường hợp mà mẹ chồng nàng dâu, em không hiểu sao tại sao nhiều người lại có cái vấn đề là sợ cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự với em rất là thích. Khi mà nói giữa sự lựa chọn là có muốn ở chung với, là có muốn làm dâu hay không, thật sự em rất là thích làm dâu. Tại vì em tự tin về cái khoảng đó. Giờ em rất được lòng những người lớn. Với em á, khi mà quen một người á, thì chắc chắn rằng là cái tính của em là em sẽ không bao giờ đụng vào những cái cá nhân của người bạn của em. Ví dụ như là điện thoại hay là tìm phải hỏi cho được cái mật khẩu Facebook chẳng hạn. Nhưng mà phụ nữ nó cũng có cái giác quan thứ 6, có nghĩa là người ta không đụng tới, không có nghĩa là người ta không suy nghĩ gì hết. Phải làm sao để cho người phụ nữ của mình tin tưởng. Và em cũng như vậy. Em cũng muốn người bạn trai của mình tin tưởng. Thực ra thì anh nghĩ là mỗi người đều có cái quyền riêng tư của nhau, thì chúng ta không nên mà vi phạm cái đó. Cái thứ hai nữa là anh có một cái chung với anh, nó là sự rõ ràng. Và nếu như mà mình không thích cái gì thì mình có thể mà mình chia sẻ để mà mình điều chỉnh. Thôi mình giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái chút thôi. Hai bên em tiến gần cô gái, có thể nắm tay cô gái để cảm nhận trao nhau cảm xúc chút xíu nào. Đứng lên, hãy đứng lên. Em hơi run một tí vậy. Cứ run qua anh bên đây nè. Đứng tới đi, tới luôn. Đó, rồi nắm tay cô gái. Thấy cái này là bắt tay. Không phải bắt tay. Không phải nắm vậy. Đây nè, nắm này là hai tay đó. Nhìn thẳng vào mắt cô gái. Đó. Nhìn nhau hát bài tặng nhau coi nào. Đây em hát trước ha. Mình thoải mái đi, anh hơi gồng okay. Quá. Dạ. Tự nhiên em đã quên lời cái đầu tiên. Dạ, nói lời thật lòng được không? Hay để cho Quý hát điều rồi nói sao cũng được. Ok, anh muốn em hát trước hay là anh nói trước? Anh nghĩ là em thì là một người phụ nữ là cũng khá là rất là nhiều tiệm tương đồng với anh. Em cho chúng ta cơ hội thì có thể chúng ta chia sẻ nhiều hơn và gắn kết nhiều hơn khi nói về chung một nhà thì rất là hay. Rất là hay. Anh xin lỗi em tại vì Văn Phạm anh hơi bị rung quá. Rồi hát đi tôi quý hát đi Quý. Hát xong nó còn rung nữa. Dạ, tại vì em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên em xin gửi đến mọi người một ca khúc về miền Tây. Ok, rồi, sao lại sống ở đây? Em xin gửi đến mọi người một ca khúc Áo Mới Cà Mau ạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đường đi khó... xin lỗi. có một sự rung nhẹ. Thôi nói chung là điện chạm điện rồi, có một sự... Rồi, thôi được rồi. Thích thì chúng ta bấm nút. Không thích, chúng ta đừng bấm nút. 1 2 3
hết thời gian. Và cô gái không bấm. Bấm. Có em bấm có hả? Trời ơi, bấm chậm quá. Làm cái này quá. Hãy nắm tay nhau đi. Đấy. Rồi, thủ tục đầu tiên không thể thiếu được. Đó là nào, hãy hôn lên má nào một cái. Nào, xỉu cũng hôn nữa. Trời ơi, thấy người gái hiện đại không? Nè, anh nói mà nghe chưa gì mới, em mới gì tiến qua là ta để đưa nhẹ cái má.